Truyện tích 4. Con khỉ trung thành với chủ nhà. Tại thành Venice, nước Ý, có một luật sư tên là Barthelemy. Y rất gian ngoan, dùng đủ mọi mánh khóe hiểm độc để làm giàu trên xương máu của nhiều người. Y thường khoe khoang với mọi người, nhà y có một con khỉ rất khôn ngoan, lanh lợi, làm được mọi việc y như một tên đầy tớ. Có thể nói cả đời y không làm được điều gì tốt, ngoại trừ có một việc duy nhất là hằng ngày chỉ đọc một kinh kính mừng, theo thói quen bà mẹ dạy khi còn nhỏ. Lớn lên tuy cũng có đọc, nhưng là đọc chiếu lệ cho xong, khỏi phụ lòng bà mẹ. Cũng may bác Telemi có quen thân với một linh mục Matthew Bosso. Một hôm, ông mời cha Bosso đến nhà dùng cơm. Trong bữa ăn, luật sư nói với linh mục Bosso rằng: "Con có một con khỉ rất khôn ngoan, chăm chỉ như người đầy tớ trong nhà. Nó làm mọi việc, giặt giũ quần áo, lau nhà, rửa chén." Ông cho gọi con khỉ ra trình diện linh mục Bosso. Khi khỉ nhất định không ra và chạy trốn vào xó nhà, chui rút xuống gầm giường, gọi thế nào khỉ cũng không ra. Cha Bosso sinh nghi, nói với luật sư: "Mọi ngày có như vậy không?" Luật sư trả lời: "Mọi bữa nó rất khôn ngoan, gọi bảo gì là làm ngay." Cha Bosso càng sinh nghi và nói: "Đây không phải là con khỉ bình thường, mà chính là một tên quỷ dữ xâm nhập vào nhà ông để toan tính làm việc gì có hại cho ông và gia đình." Cha Bosso theo ông xuống bếp, cúi xuống gầm giường gọi quỷ ra. Nó quyết định không ra. Cha biết nó là quỷ, liền phán bảo: "Ta nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi truyền cho ngươi phải xuất ra khỏi con khỉ và đi ra khỏi nhà này, mãi mãi về sau không bao giờ được trở lại." Quỷ thú nhận y được bố trí vào trong nhà này và rình rập. Hễ khi nào ông luật sư bỏ đọc cái kinh kính mừng như đã quen, thì nó đè ra bóp cổ và lôi linh hồn ông xuống hỏa ngục. Cha Bosso cho phép nó được ra khỏi nhà, nhưng không được làm điều gì thiệt hại cho gia đình. Ngài cũng cho phép quỷ được đào một lỗ hổng ở vách nhà để chui ra, và để lỗ hổng ấy làm chứng cho mọi người thấy về sau. Quỷ thét một tiếng rất lớn như sấm động, rồi biến ra khỏi nhà. Người ta đã dùng mọi vật liệu để trám lỗ hổng ấy, nhưng không tài gì trám nổi, vì càng trám, lỗ hổng càng bung ra. Về phần ông luật sư thì hết lòng ăn năn sám hối, xin cha Bosso giải tội cho ông và hứa sẽ ăn năn trở lại. Hàng ngày lần hạt mân côi bù lại những năm tháng mà ông đã bỏ không lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Lời bàn trong thư viện dòng Cappuccino Poverio có kể câu chuyện nổi tiếng này. Ma quỷ có thể làm được mọi việc ghê gớm hơn nữa để cám dỗ người ta sa vào tay nó, nếu không có ơn Đức Mẹ cứu giúp. Vậy chúng ta luôn luôn mang chuỗi hạt mân côi trong người để trừ ma quỷ. Xin Đức Mẹ cứu chúng ta khỏi mọi tai nạn phần hồn, phần xác bằng một kinh kính mừng khi ra khỏi nhà, khi ngồi trên xe, khi trên máy bay, đi khi đi công tác, vân vân. Tạ ơn Chúa.